Xin chào tất cả các bạn, hôm nay CNC 3DS xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy khắc laser Mini Aiko. Sau khi lắp ráp xong thân máy thì các bạn sẽ tiến hành cấp nguồn cho máy và kết nối máy khắc laser với máy tính để chúng ta sử dụng. Thì các bạn có thể thấy đây là nguồn cấp cho máy khắc này. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối với máy khắc. Đó. Đây là đầu jack để chúng ta kết nối vào với cái mạch này. Đó, thì tôi sẽ kết nối. Đây có sẵn chân jack ở trên mạch rồi, nhưng các bạn cứ cắm vào thôi. Đó, còn đây là dây để các bạn kết nối với máy tính này. Đó, một đầu USB này thì các bạn cắm vào máy tính, còn chân jack này thì các bạn kết nối với cái mạch. Đó. Giờ các bạn có thể thấy tôi có một USB tín hiệu này, các bạn phải kết nối cái USB này với máy tính thì mới sử dụng được cái máy khắc laser Mini Aiko. Thì đây là cái USB của hãng được đi kèm. Đó, thì chúng ta sẽ cắm vào máy tính này. Và các bạn có thể thấy thì tôi đang sử dụng đầu khắc KL. Thì đối với đầu khắc KL thì chúng ta sẽ có tăng giảm độ cao này. Đó. Và đây là một cái cữ. Đó, đây là một cái cữ này. Ví dụ như là các bạn muốn khắc trên cái mặt hộp này, đó thì các bạn phải chỉnh cữ này. Đó. Các bạn đặt xuống đây. Đó, các bạn chỉnh cho đầu nguồn laser chạm vào cữ. Đó, chạm vào cữ xong các bạn rút ra. Và bây giờ thì tôi sẽ cấp nguồn cho máy khắc này. Đó, ở đây có một cái nút này, các bạn ấn vào. Đó, thế là đầu nguồn đã được bật. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thao tác trên máy tính này. Thì chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm Vigo này lên. Đó, thì phần mềm Vigo này là phần mềm để chúng ta điều khiển máy khắc laser. Đó, khởi động lên này. Đó, sau khi khởi động lên thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối này. Các bạn bấm vào connect này. Đó, thì ở phần mềm Vigo này các bạn có thể thấy một số chức năng này. Đây là khắc theo Gcode này. Đây là khắc ảnh này. Đây là khắc theo bản vẽ DXF này. Ví dụ các bạn vẽ bằng AutoCAD xong là các bạn lưu dưới dạng DXF xong các bạn khắc thôi. Còn đây là khắc theo chữ nhập vào. Đó, các bạn nhập chữ vào đây xong là các bạn khắc. Thì ở trong thư viện này có một số hình để cho các bạn sử dụng này. Đó. Còn đây là phần cài đặt thôi. Còn ở bên đây là các nút chạy dốc này. Đó, ví dụ tôi chạy nha. Đó. Trái phải tiến lùi này. Đó. Còn đây là bật nguồn laser này. Còn Wake One này là các bạn bật tia dò này. Đó, thì các bạn có thể bật lên để dò vị trí đầu tia. Đó. Còn ở đây là chức năng thu phóng này. Đó. Ở phần Light này các bạn lựa chọn các chế độ đường cắt này. Còn ở phần Point này các bạn lựa chọn chế độ điểm cắt này. Đó. Còn Conversion này là các bạn lựa chọn các thao tác đối với ảnh của các bạn thôi. Còn đây là các bạn lựa chọn các khổ ảnh này. Thì các bạn có thể lựa chọn khổ ảnh to hoặc bé ở đây. Còn đây là phần để các bạn lựa chọn tốc độ chạy cho máy này. Còn đây là phần để các bạn lựa chọn cái cường độ của tia khắc này. Thì các bạn có thể tăng hoặc giảm cái cường độ của tia laser này. Còn DPM các bạn lựa chọn cái phân giải cho hình khắc này. Thì các bạn càng tăng thì hình khắc nó càng nét càng đẹp. Đó. Thì các bạn lưu ý này, đối với đầu KL thì sẽ có bộ tăng chỉnh chiều cao như thế này. Nên là các bạn cần phải sử dụng cữ để tăng chỉnh. Đó. Còn đối với đầu 500 hay là đầu 2500 hay là đầu 5000 thì sẽ không có cữ tăng chỉnh chiều cao. Đó, các bạn có thể thấy. Thì các bạn sẽ không sử dụng cữ này. Đó. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh điểm hội tụ cho đầu 500 hay là đầu 2500 và đầu 5000 mW. Đó, thì trên phần mềm các bạn cũng ấn vào chữ Wake On này. Đó. Thì sau khi bấm vào Wake On thì các bạn sẽ xoay cái núm vặn này để điều chỉnh điểm hội tụ này. Các bạn có thể thấy. Đấy. Thì các bạn cứ vặn bây giờ điểm hội tụ nó là nhỏ nhất và sáng nhất là được. Thì các bạn có thể thấy là mình đã xoay núm vặn để điều chỉnh điểm hội tụ này. Đó, ở xa quá thì là nhìn không rõ. Đó, các bạn có thể thấy điểm hội tụ được không? Đó. Đấy, camera ở xa quá nên là không thấy rõ. Thì đó là cách để các bạn điều chỉnh điểm hội tụ cho đầu 500, đầu 2500 hay là đầu 5000. Còn lại các thao tác sử dụng khác thì các bạn cũng sử dụng y như nhau thôi, không có khác gì cả. Và tiếp theo thì chúng ta cùng quay trở lại với đầu nguồn khắc laser KL. Ví dụ bây giờ tôi khắc chữ CNC lên cái mặt hộp này. Đó, thì tôi sẽ vào Text Edit này. Đó, tôi nhập chữ CNC vào. Đó, đó đây là kích thước của khẩu chữ này. Đó, thì tôi để thế này cũng được. Đấy, cường độ tôi để cao hơn một chút đi. Tôi để 18 này. Tôi để cường độ tôi để 18 đi. Đó, tốc độ chạy của máy thì tôi để 1200 mm/s đi. Đó, thì sau đó tôi vào quan phim này. Sau đó các bạn vào Rank Preview để ra vùng khắc này. Đó, thì máy sẽ cho biết là cái vùng khắc ở đâu. Đó. Thì vùng khắc ở trên mặt hộp rồi. Đó, thì tôi sẽ dừng lại. Đó, và tôi ấn Start để bắt đầu khắc này.
Đó, thì chúng ta cùng xem hình này. Thì các bạn có thể thấy là hình của chúng ta đang bị ảnh gương đúng không? Đó, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa. Giờ trên phần mềm Vigo này, đấy, các bạn cancel này. Đó, thì để khắc phục cái tình trạng ảnh gương đúng không? Để khắc phục cái tình trạng ảnh gương thì các bạn lựa chọn chức năng Horizontal này. Đó. Và bây giờ mình sẽ khắc lại để xem cái hiện tượng ảnh gương nó còn không nhá. Ở con phim này, mình rà vùng cắt này. Đó. Thì khi máy rà vùng cắt thì các bạn có thể đẩy phôi. Đó. Đó. Các bạn đẩy phôi để vùng cắt nó hợp lý. Được chưa? Rồi. Sau đó tôi sẽ start này. Bắt đầu chạy này. Đó. Thì chúng ta cùng xem thành quả này. Thì các bạn có thể thấy là hiện tượng ảnh gương đã được khắc phục này. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ khắc ảnh để cho các bạn có thể tham khảo này. Thì ví dụ ở đây tôi muốn khắc ảnh lên cái tấm này. Đó, thì tôi sẽ đặt tấm về. Đó. Và tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh cữ cho đầu laser này. Đó, tôi đã chỉnh cữ xong. Và bây giờ thì tôi sẽ lựa chọn ảnh khác này. Đó. Đây, ở desktop tôi có chuẩn bị một ảnh rồi. Đó, và đây là ảnh khác của tôi này, tôi lựa chọn cữ cho ảnh này. Rồi tôi ra vùng khác này. Đó, hơi nhỏ đúng không? Tôi cho vùng khác nó rộng hơn một chút. Đó, và bây giờ tôi sẽ chỉnh lại cái vùng khắc này. Thì các bạn có thể thấy là tôi đã chỉnh xong cái vùng khắc. Đó. Nên chỉnh lại cái cường độ cho nó cao hơn một chút. 30 đi. Đó, và tôi bắt đầu khắc này. Các bạn có thể thấy tôi đã khắc xong một ảnh và sau đây chúng ta cùng xem thành quả nào. Đó, các bạn có thể thấy cái ảnh sau khi tôi khắc xong này. Đó. Thì ở bên mình là công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Thái Hà này. Đây là số hotline của mình này. Khi các bạn cần tư vấn gì hoặc hỗ trợ gì thì có thể liên hệ vào cái số hotline này. Đó. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy khắc laser Mini Aiko. Thì trong quá trình sử dụng mà các bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để được giải đáp. Đó, thì các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại trên đây. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.